cái nghe mùi xả thơm quá, cái đòi rẻ nữa. Bữa nay ngoại qua chơi đó, rồi chị Thẩm về đem ốc về rửa xe nữa nè. Bữa nay xe nhỏ thì rửa xe rửa nhỏ. Ngoại qua ngoại kêu gọi hết gì này gì kia, báo cáo là ngoại ở đây đang mấy gì ghé chơi. Để quên nó, để gọi Diễu Khanh về, ngóc Diễu Khanh về không? Ông Khanh nè, nó nhiều ngoại ngoại không có nghe nổi. Ông không, Út Khanh chưa đi nè, đi xuống Khanh nó Khanh chở ra. Dạ, dạ, rồi chút xíu hai ra chơi với ngoại ha. Dạ. Vô cuộc rồi hả? Cười ở nhà buồn hả ngoại? Buồn mấy mẹ buồn à? Hôm bữa con về á, hôm bữa con về cái con thấy ngoại ngủ trưa rồi con không có kêu vậy ngoại buồn đi, đặng thấy mẹ thấy cha. Ai đó mẹ, mẹ con. Dạ. Buồn thấy mẹ thấy cha vậy, buồn đi đặng thấy mẹ thấy cha. Từ bi từ tạ nhiều quá. Dạ. Chúng ta chơi hả? Đeo con này đã tì, cái đeo con kia. Bà ngoại, con mua cho bà ngoại cái con mà mềm mềm á. Bữa hổm bà ngoại thích cầm bóp á. Mua cho bà ngoại chơi. Bữa hổm thấy con phứa mẹ. Thôi bắt cầm thuốc tiền á. Thấy có cổng thun được rèn quất qua. Đi qua quay lại. Dạ chơi rồi chơi giống Sơn Hà. Con có mình bóp giảng giảng như con bóng vậy đó. Nó nói với ổng gì, ổng không nghe. Má, ở nhà con đi đặt hộp, vậy đó. Dạ. Má, ở nhà con đi chợ. Dạ. Thì nói vậy thì phải nói. Lại nói nghe. Chứ nói chuyện nó qua nó lại đâu nghe. À. Dì hai, hôm nay khỏe hả dì hai? Khỏe rồi. Dạ. Hai ở nhà có một mình à. Dì hai chơi. Dạ. Ra đi chơi. Bà ngoại với dì hai ra đi chơi. Lâu gặp quá nhớ. Dạ nhớ. Nè ma đây, nhắc đây tao, tao nhớ chị hai mày quá. Cái bà sóc ra nó lâu. Có nhớ gì ba không ngoại? Có nè, nhớ nè. Trời gì ba. Trời gì ba. Nhà gì ba rồi con dính thấy không có được. Gì ba, mắt nó côn cho cái hồng quà. Con ba. Nó dạ. Đi làm. Dạ. Rồi nó không về thôi kệ. Ít bữa nữa gì ba rảnh thì ba về. Nãy lên xe nay lên cân cái gì hai được 46,5 kg rồi bà ngoại á. Mừng bà quá. Ngoại nói nay ngoại lên cân 4 kg, ngoại mừng quá. Học còn 42,5 kg. Dạ lên 4 kg. Chết tè. Chết tè. Dạ. Nó hôm nay bà ngoại ráng ăn. Sụp nữa là chết tè. Bữa nào cũng ráng ăn quá trời. Nãy lên xe chụp cái đầu mà ấy cổ cái tưởng cái tay mẹ. Dạ. Cái này không quên chúng ta đi. Nói về bữa nay có mấy ngày chứ gì. Dạ. Có. À, bà ngoại về nay chắc được mười mấy ngày quá. Ừ. Dạ. Lên được. Ừ, về bữa đó đám dỗ. Mười mấy ngày. Bữa 19 tháng 10 mừng, mừng quá. À, bữa nói con ăn hồ vịt lộn cho ngoại ăn đi, đặng ngoại mập lên. À. Cái con mới nói vậy, ăn ngày nghỉ nghe. À, chứ để ăn ngoài ngán. Ừ. Vậy cái con đâu được hổng nay mấy lần đó rồi giờ hỏi ăn nữa không, con ngán dữ lắm rồi. À, cả chục hộp rồi chứ bộ. Ngán dữ lắm. Ăn lần hai hộp, hai hộp. Ăn lần hai hộp. Bảy tám hộp rồi. Nó lên cân nữa đó. Dạ. Ăn một thịt lộn lên cân đó. Rồi ăn cơm. Dạ. Lên cân. Chị hai sắp nước yếu ra cho ngoại. À. Ông dạ. Không cho nó. Dạ. Ông ra cảm xương cảm gió. Dạ. Rồi ngồi đây rồi lên đó. Rồi ngồi đây rồi lên đó. Vậy nó thương dữ vậy thôi chứ. Sợ ra ngoài dân thì đầy đó, đầy đó, có mấy ca. Dạ. Vui kỹ vậy thôi chứ. Cứ đi ra cái ghế salon ngồi xong rồi đó. Đi vô trong phòng hả ngoại? Lên trước không cho nữa. Ra cái ghế ngoài đầy, dạ. Cái giọng ngoài đầy đó, giọng đó. Cái giọng vô thôi. Làm đây, thì ra đây. Rồi thì có nắng thì vô trong phòng. Dạ. Ông không có cho ra ngoài trước, dạ. Ông cảm gió. Dạ. Bà không thiệt. Ra nằm chơi 2-3 tiếng hồ cái cảm gió. Dạ. Ở bên đó gió nhiều lắm ngoại. Ở bên gió, gió nhiều lắm. Dạ. Đạp vô. Dạ. Nắng lắm. Bà bên bố bè cứ chật ra con ơi. Rồi hôm nay bà chính khỏe hả ngoại? Hả? Bà chính khỏe hả? Ông đi đặt lò, ông đi đặt lọt. Dạ. Ông đi kiếm cho bà ngoại ăn như thế. Nghe không có ngộ. Dạ, dạ, nó cậu chính á. Để bà chính không hỏi, dạ. Bà chính không chưa. À, bà chính ông chính hả? Dạ. Đâu có xuống đâu mà. Ông đã xuống rồi, người ta nằm trong buồng làm thinh hồ ngủ. Dạ. Ông có xuống lần hai gì đó không? Dạ. Mắt ở nhà dưỡng 19.
Bữa hôm qua bên kia lấy thịt lên ngon lắm. Mà mẹ cũng dồn vô. Tính ăn mà sao quên lại. Ăn má thấy tính lấy dồn thịt cho má đó. Không à, có mít mà dồn thịt vô. Ừ vậy đó là đó là ở đâu có mít trời nhất à. Mít chín hay mít sống à? Ở đâu mà dồn thịt cho hả? Ừ, thịt giống như dồn ở qua vậy. Nghe là biết khó ăn rồi, tại nó ngọt quá. Dồn thịt vô, rồi hấp. Hấp rồi thắng nước cốt dừa. Trời ơi, nó vừa ngọt mà vừa béo, nghe là ngán rồi. Nước cốt dừa thắng bồng con, bỏ hành nữa. Tại cái khổ qua này nó nhạt nhạt. Giống như bánh, đồng bánh. Giống ăn bánh. Mẹ chưa làm lần nào, nhưng mà nhỏ mà thấy như vậy. Ăn cháo với cá hồng hỉnh gột gột. Ở bển cô chín bắt cá đồ ăn không mày? Lại đây đem đồ ăn mà nấu với đu đủ rồi con ăn con còn thấy ngán tại đu đủ ngọt á mẹ. Còn mít nữa ngọt dữ lắm luôn. Thấy nó dễ ăn. Dạ như vậy là đu đủ nó ngọt rồi. Dạ. Mà thấy ăn nó ngon hơn bí đỏ. Chọn trước á. Dạ. Ăn ba bốn món đồ ăn. Rồi cái mắm chân. Rồi cái bông súng. Dạ. Rồi cái rau răm. Ngoại sao bà ngoại nhai được? Trộn triệu ra triệu nước tầm. Dạ. Đẻ ra bóp vậy nè. Dạ. Rồi chấm vậy nè. Nước trọng vậy đó. Triệu trạo nước trọng. Dạ. Tiểu tạo. Có cái nào nước trọng nước nó không được hay nhả vô thôi hả? Dạ. Bây giờ con đi làm nha. Con đi làm đi. Dạ, tay chân đeo tờ rá rồi dòng rồi dữ nha. Xin chào bà má trời. Bà ngoại đeo nhẫn quá trời luôn nè, con không có nữa. Có biểu quyết không? Đeo dòng, đeo nhẫn thì quá trình luôn kìa. Quá rồi dòng, mà, hai chiếc dòng mà kịch đã đeo rồi chứ. Nó cắn cái tiền vậy tờ. Vậy thôi đừng đeo. Đeo cũng bực bội mẹ, bà ngoại thích đeo mà. Mẹ cũng không thích đeo, nó bực bội. Không đeo, nó xấu bà già. Xấu bà già. Rồi nó không đeo, xấu bà già. Thôi cứ vậy thôi. Nhà mẹ tối ngày đâu có ai tới. Lâu lâu có bé hai chứng nó mượn cái gì. Nó lấy chô sầu rồi nó ra. Lâu lâu thì hai ba ngày nó xuống. Làm cho ở nhà nó thông thả. Đúng rồi. Vậy đi. Tối ngày nó nằm từ biên từ sợ từ nghiệp. Đi chơi vậy em. Cô ngoại cũng mới về. Xíu đi chợ về nè. Cô ngoại cũng mới về. Ngoại mới qua hả? Anh Sơn nước còn ra hả? Đó. Ngoại ăn sáng chưa? Ăn rồi. Dạ. Chưa ăn rồi. Ăn sáng rồi. Ngoại ăn sáng gì? Ngoại ăn sáng gì? Ăn cháo với cá cô. Dạ. Thì ra đây con lấy đồ vô. Nó cường nó ghét gì đi. Có chuyện gì đâu nó lé. Không phải. Muốn nó ghé con. Vậy tưởng đâu nói nó lé. Nghe không hỏi. Đâu có chuyện gì đâu nó lé. Để con nói nó trời nó có nó ghé vô. Con má qua là nó vô sớm chơi cái rồi nó ra. Đi ghé một cái à. Chào có chị hai có xuống khanh không? Nãy chị nói khanh chưa đi đó, chị có ra đây chị xuống khanh nó chở chị ra bánh biết rồi. Thôi vậy nấu cơm. Nam Việt là hả cơm đi. Dạ. Rồi. Nhắn tin hết rồi đó. Giờ muốn báo tin ai nữa? Chứ còn ai đâu, còn mấy nhiêu như ta mất đi làm hết rồi. Còn muốn ai nữa thì đưa 50.000 đây. Đang nạp vô 50.000 để tiếp. Dơ cho con 1 triệu cả. Chi? Ủa? Dơ cho con 100. 200. Thằng ấy cho má 200. Ai cho? Ai cho? Cháu nội. Rồi đưa cho con nhiêu? Dư cho con 200. Đặng chi? Đặng con đạp nha. Hơi sọt ghê không? Đặng con đạp. Mà xin cái 50 sao rồi đứa 200? Mà đời thở nào mà cho bà ấy. Quá. Từ hồi đó giờ không khi nào mà cho.
xin có 50 mà sao cho 200 dữ vậy, bộ điện khắp thế giới như vậy. rồi nói dư với 200 người về dư luôn cho con. Không có lấy đi kẹo chứ. Không lấy nè. Điện chị ba mới tốn tiền, điện người khác không có tốn tiền. Điện chị ba mới tốn tiền thôi. Điện chị ba tốn tiền. Còn mấy người khác nó vẫn tối ngày không có tốn tiền. Dạ. Thấy chú đâu? Dạ. Chú hai à, anh được thấy mốt. Chú nhớ con hông? 750 gram. Răng với ớt. Tôm nhân 150. Nhân 15. 100 chút tôm bạc. Hồi qua nó nói chị ơi ngon quá chị ơi. Này ngon đâu. 95 hả? Dạ. Ôi rồi bé quá. Chú này nhiêu? 8 mấy. 8 mấy? 8 mà. Đấy. Mà. Thôi tôm bạc. Bữa nay tôm bắt nhiều nè. Cái tôm này mình ở vuông ra hả? Rồi, tao đâu có nuôi mà tôm thiên nhiên á. Dạ, ngon quá ha. Nhiều trả chú thêm. Hôm qua tôm bạc nhiều. Tôm đất. Này tôm quá bự luôn. Trả 6. Có gạch luôn à. 6 1 ký. Gạch tôm bạc á. Nè. Phải không? Lấy ghế chú hai ngồi nhé. Ôi, tôm ngon quá trời, này rang muối. Tôm mắc mỏ còn sót con nữa. Hơi nó dính rồi. Quay à. Đổ nó dính. Dạ. Mà anh nào cũng bị vậy đó chứ. Tại con làm cái tiền. Ngày nào cũng có tôm phải không hay? Có chú sắp cho con không? Rồi. Đây con ham con tôm mà nó đói ở trong vuông đó. Tôm đang ruột nó sạch. Sạch nó dẻ. Nó mới điện xuống nè, chú coi răng cho nó rồi làm cho nó ngủ nó me nè. Nó ngon quá chị ơi, ngon quá rồi ăn cho đã đi. Em muốn phơi uổng lắm à. Chị nào vậy? Dạ, cảm ơn chú. Má không có gì vậy? Dạ, bữa cái bịch me ăn cái bàn ai đưa vậy cho thầy anh? Là như vậy? Thôi cho chị đó. Thôi, 50 với 20 là 170. Thôi đi cho mẹ. Không, mua mà. Không mua không, chị đi đổ. Nè, chỉ có tiền lẻ nè. Con cẩm, con ánh. Con bánh nhỏ hôm nay trở mấy con vậy vậy hả? Tại nay tôm đất nhiều, con không qua tôm bạc. Nãy cũng được nửa cái này à. Con qua tôm bạc nhiều lắm. Ờ, con còn quá hả? Nãy được nửa vậy đó, rồi em mới lựa em để riêng tặng một cái gì tặng lợi cho con. Ừ. Nãy ngoại qua, cái ngoại hỏi dì hai biết chưa, dì Út biết chưa. Cái mẹ nói giờ đưa 50 ngàn này mẹ đi thông báo hết. Cái ngoại nói nè đưa 200 nè. Thông báo rồi không biết ngoại tới đặng tới chơi ở ngoại á. Dạ. À, coi chính về. Cái nhỏ mới trộm tóc quăng quăng. Tưởng gì ai nhỏ tóc bạc. Tóc quăng. Nó nhỏ tóc bạc rồi không biết còn cậu nào đây. Ngoại nói ngoại ngứa đầu. Dạ. Giờ mà ngoại giữ qua như này á. Đem cái bực dài vô. Năm nay rồi bực dài gì nữa. Là sao gỡ nó lòi ra hả? Gỡ có chí nó xuống. À, cái rồi lượt tre hả? Lượt cây. Giờ này kiếm con chí không ra đâu. Kiếm con chí làm thuốc không ra. Mấy cọng tóc nó mượt thì thôi. Mấy cọng tóc quăng nhổ. Mấy cọng quăng nó ngứa ra. Rồi thích nó măng măng cái đầu lên trên nó dễ chịu á. À. Chứ còn gương nhỏ tóc bạc nhỏ hết đầu á. Thôi tươi cũng đẹp, cây già cũng vậy. Bạn đó ba ngủ với con của thịt đấy. Nó qua ba con chí đực. Có 10 bữa mà nó đẻ đặt là anh tránh. Ủa mà sao chí đực nó đẻ? Thao nó cái mà để giống như trâu đực bự ăn trâu cái à. Ra đây nè, ra đây nè. Con lấy thao. Con nhà thấy chí nhỏ xíu thì mén. Mén hả? Chí vừa vừa thì chai. Chí chai là chí vừa, chí mén là chí nhỏ. Chí mén là nhỏ xíu á. Rồi chí hơi vừa vừa là chí chai. Còn chí mập nhất là đực. Không có chí cái hả? Nhỏ lấy tao đó ham con chí mà còn quay nghe cái gì hai cái cái tấm kiến á. Dạ. Cái gì hai nặng nhẹ nhẹ vậy nè.
ra còn mấy chục cái trứng luôn á. Dạ. À, nặng cái gì ra đếm hả? Vì tiêu lam. 20 mấy cái trứng. Dạ, nó nhanh sanh sản. Tiêu lam hồi đó á, mẹ chết rồi giữ ông 91 đó. Chí gì vũ vũ ra một chén này nè, một chén ao xong sáu nửa chén. Cái trứng nó ra đặt lên đó, không có chỗ mà ở. Ừ. Đâu có ai vô vào người ngọ. Giờ đó cạo. Có chồng bạn cảm á. Má quan má coi trời đất ơi. Mấy bếp lửa để nó lụp 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 làm vậy đó con. Ngày xưa nhớ bác Chí là bỏ vào trong cái cục than á, do nổ nghe chơi. Bà 8 tuổi à, bà giỏi vậy đó. Vợ vợ bà ngồi nói trời đất ơi, bà giỏi quá trời quá đất giỏi. Vì hai trống còn mấy đồ không hả? Còn con mà mai ít à, vì hai mai... Mai văn nghệ hả? Văn nghệ. Mai mấy bà hồi xưa cỡ cỡ vì hai rồi vậy đó. Cũng xa lắc xa lươn. Cái rổ đem dục rồi thì hái cà bưng đi về. Dục rồi lượm đi hái cà, bưng trở về. Ở chính cho cá hả mà? Cho cá, cho tôm. Ê, tôm này để thứ bảy chiên xèo đi. Cậu về chơi nè. Tôm chiên xèo vừa đó chị. Tôm bạc hả mà? Này con bình thư hổm mà cậu chín nó cho nó cũng đừng nửa này, ít hơn nửa này nè. Mà nó cắt, mày lấy tôm đi tao chỉ cho. Nó cắt ngang cái gục gạch của cái đầu vậy nè. Nó cắt ngang vậy. Nhân ngủ nữa. Ừ, cái ta nói con cắt vậy con ổn vậy. Cái gạch nó tôm tươi á thì cái gạch nó ngon. Cái tôm này á mà đâu phải ướng tôm ta bá. Tôm bạc đem lên chết à. Ờ mà tôm này á hả cắt vậy chứ cắt thôi nó trào cái gạch ra hả. Nhức nhợt kìa. Hôm đó giờ mới nghe. Mà nói không được. Cắt ngang cái đầu của chết luôn. Ngon quá ha. Nấu lá mè cũng ngon. Yeah. Nó nhỏ vậy chiên giòn. Nó lớn lớn á, nấu có lá mè. Vui không? Vui. Mừng. Ngoại nó qua đây vui, có người này người kia đông đông và anh không nói chuyện với ai buồn. Con vô nhà chị hai chuyện bữa hà, rồi cái đồ gì hà, nó nhà không ai tới á. Lâu thiệt lâu mới có người tới. Lâu lâu có ông trưởng ấp tới hà thôi, chứ không có ai. Bữa không biết có chí không? Ngoài đây qua đây chơi vài bữa, vô gì hai chơi vài bữa cho cậu Chính thoải mái. Chứ cậu Chính ở nhà coi chừng ngoại không, tội nghiệp cậu Chính. Ngoài nói vậy. Mới nghe nói được cậu. Để coi, đưa con. Hãy về để coi nó có được dài không? Có đâu. Ngoài sợ có chí hả? Chí sao có được? Đầu trắng nõn, chí. Đầu trắng nõn, da đầu trắng nõn. Tóc thì lưa thưa mà chí nào ở được. Như là hồi xưa nhà chật chội hay ha, cái giờ Chí sao mà nó sống được, nó phải có hốc rồi nó ở. Có dầu không? Chỗ nào ngứa cái người ta dập tóc ra, cái người ta chà chà vô. Có. Để cho dầu, dầu nóng á. Có dầu nè. Đây, vú ngứa cái vú dập ra, vú chà chà lên vậy nè. Ở đây thì con chỉ nghe gì hai kêu ngoại bằng vú, còn ra ngoài Đồng Nai á xứ đạo mới nghe cái bằng vú chứ đó giờ không có nghe. Ở nhà mình hồi đó nè ha, chị hai vú nè, chị ba vú, cậu tư vú, tới kêu mẹ con á. Mẹ con cái tập nói cái kêu vú vú cái vú là giống như không phải là mẹ ruột á ha. Đúng là vú nuôi, vú nuôi dạ đúng. Vậy không biết làm sao mà dạy con kêu vú không biết nữa. Chết né đặng không cử kiên thầy pháp mà. Con khó nuôi á. Dạ. Cái bà ngoại ông ngoại á mới lấy cái rìu. Dạ. Nộ mẹ con á đặt xuống dưới cái gấp dám vậy nè. Dạ. Mày kêu bằng gì? Kêu bằng vú. ông ngoại sẵn ông mày cái rìu. Dạ. Đó. Ông nói kêu bằng má, vú á là bà chặt con, bà chặt cổ con. Bắn còn má rồi má của mình nói má luôn riết. Tới sao má tới nằm thóc rồi sáu chín bảy phụng tám thịt chín nhắc mười nhở rồi tới út diễm út thí út 13 cái tới
tới tới giờ Út Khanh Mộng chỉ có mẹ hả? Tới mẹ chứ. Tới Út Mộng, Út Mộng kêu mẹ. Dạ. Yeah. Út Mộng kêu mẹ, cái Út Ba, Út Thi bắt trước kêu theo. Dạ. Yeah. Rồi cái Út Diễm bắt trước kêu theo. Hỏi hỏi ngoại thử coi sao kêu bằng vú. Ngoại sao nhớ. Sao hồi đó vú nghĩ sao mà vú dạy con kêu vú bằng vú vậy? Trời ơi, khó nuôi. Khó nuôi. Hồi đó khó nuôi. À khóc đêm. Bệnh hoài bệnh quỷ à, khóc đêm. Sưng mình sưng mẩy vậy. Ừ. Rồi không cho kêu má. Kêu vú à. Đặng cũng như vú nuôi vậy. Vú nuôi mà, à. Mà vú là mà là người mẹ nuôi của con chứ không phải mẹ. Được rồi. Hồi đó con bệnh con sưng mình sưng mẩy. Con ăn thuốc cô má, bà trắng bà ra bà quậy quậy, con khóc. Con nói, để con ăn hết chén đó rồi con ăn cơm không với đậu. Trong bà quậy quá tròn vô, hôi rình. Ráng ăn, ăn thuốc cơm. Biết rồi. Hồi đó ăn thuốc cơm. Có 7-8 tuổi mà ăn thuốc cơm đó. Cái nồi có bị lớn vậy nè. Cái thuốc cơm hả? À, cái nồi bầu quá. Yeah. Nồi có bị lớn vậy nè, nồi đất. Chưng bình, mà nấu phải bằng cái nồi đất mới được. Rồi yeah. Cái... nấu cơm với đậu xanh. Yeah. Nấu xanh gạo với đậu xanh rồi cái nấu gần chín rồi á, nấu vừa chắc cơm rồi đàng hoàng. Yeah. Cái bỏ miếng thuốc vô chính giữa nồi vậy nè. Yeah. Thì lại rồi cái cơm rút nước rồi cái ăn á, thì dì hai biểu xúc cái lõm đó, dì ăn trước. Yeah. Ăn trước đặng nó đỡ đắng. Yeah. Nó hôi chứ nó không có đắng. Rồi hơi mình ăn cơm không nó đắng. Yeah. Cái bà ra qua trộn hết lên, bà trộn bà xới lên qua rồi ngồi khóc mà không dám, đâu có dám không ăn. Yeah. Không ăn chết làm sao. Hồi đó dì hai nhớ dì hai ngu lắm. Trời, dì hai không thuốc bên nhiều bán đời mán kiếp. Dì hai không thuốc. Cái dì hai ăn mía mà sao cái mọng á, cái nuốt cái mọng vô luôn à. Yeah. Cái nói vú ơi vú, con nuốt lại cái mọng mía vô bụng rồi có làm sao không. Cái bà ngoại biểu dạy uống thuốc đó, con phải uống thuốc tiêu con. Yeah. Bữa nào cũng uống mấy chục viên rồi uống mà ngắn chết luôn. Yeah. Cái con uống đi rồi nó tiêu cái mọng mía chứ không có thôi mà không uống hả, cái mọng mía nó thành cái mía nó dĩa ra. Sợ gần chết à. Mày đi đâu cũng có cái mía. Mà hồi đó dì hai nhớ nhỏ dữ lắm á. Yeah. Đi gạt nhưng mà nhớ tới giờ luôn. Yeah. À, bà ngoại gạt vậy đó, cái bữa nào cũng uống thuốc thôi, uống hả? Bệnh hoài, phấn khởi luôn. Yeah. Phải như giờ người ta qua bán thuốc dễ uống. Hồi thuốc đó, tiêu. Hồi đó thuốc tiêu, thuốc tán rồi nó bự bự mà nhiều. Mấy uống thuốc bắc. À, thuốc bắc cái nó chén nè. Uống mà uống thuốc tiêu. Rồi bà ngoại nói vậy thôi, ráng nghe lời ngoại uống thuốc tiêu. Trời, tôi chỉ đeo bùa con. Yeah. Đeo bùa thấy mấy người nhà con bà hai đồ không đeo bùa ha, không biết bao nhiêu, biết chừng nào cởi con bùa này. Trời đất, tôi không biết chừng nào cởi con bùa. Tứ tháng giêng là bà ngoại đi thay bùa bắt đeo. Hồi đó con cũng đeo bùa suốt, tay con cũng bệnh suốt á. Con bùa đỏ đỏ rồi có đeo cái túi. À có cái da trâu hay gì đó không biết. Cái phái bỏ bùa rồi nó mai lại miếng xéo xéo. Dạ. Cái hình chữ nhật vậy đó. Yeah. Hình tam giác hả? Tam giác vậy. Yeah. Rồi bắt đeo mà thấy mấy người kia ham quá trời. Thấy tao bỏ ra thấy ham. Chị điệp, rồi chị... Mà cái con dây bùa nó dơ á, cái cổ nó dơ vậy lắm. Rồi đó. Dạ. Mà kêu á, bà ngoại á, cho làm cọng dài dài, đặng lột ra lột vô ngoại đâu cho. Nó mày quên thật. Dạ. Mà nhớ hồi nhỏ xíu mà nhớ không? Dạ. Đó hai cũng đi xin bùa đeo con cổ. Mà tới rằm tháng giêng là đi thay bùa đó con. Dạ. Rằm tháng giêng đi thay bùa. Rồi con bùa lên đây nó dơ dữ lắm luôn mà một năm đó chỉ ngũ sắc. Yeah. Xanh đỏ trắng vàng đen gì đó. Yeah. Chỉ ngũ sắc rồi cái ổng nện lại cái ổng thắt bùa. Yeah. Ổng thắt bùa mà riết mà dì hai á, thấy ổng thắt bùa dì hai thắt giùm ổng luôn. Ông ba mới vậy chứ. Yeah. Ngồi cái thắt ổng nhỏ này hay quá ha, nó nhỏ xíu mà nó hay. Thì đó đi chùa đó hả? Đi xuống ông bà mới nha. À. Vũ gia dẫn xuống ông bà mới nha. Rồi con thắt phụ ổng. Thắt phụ ổng cười. Ông ngoại bỏ vô cái gánh á, mà gánh hai đứa ăn đầu á. Dạ. Như sau này mẹ cũng gánh vậy đó, gánh ba đứa về ngoại. Xuống thắt phụ ổng. Đó là lúc gì hai còn nhỏ chứ sau này tới mười mấy đứa sao gánh được. Chạm vô cái chặn hai... quánh, ấy, 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 ấy. Thôi chị hai còn nhỏ bà ngoại gánh chị hai với đầu gì đó không biết nữa. Mà bỏ ở trước nhà ngay chỗ cái đường mà bên mình qua mà tới cái đường vô trong chợ đó. Yeah. Mà nửa chừng đó nửa chừng bà ngoại để chị hai đó, bà ngoại vô nhà ông
sáu bà xu á. Dạ. Mua thuốc mua gì mà bà ngoại để dì hai ở đó đầu một tiếng đồng hồ vô trong bán ngồi bán mê chuyện. Trời đất ơi, ngoài này khóc kể thôi dân dắm nhớ mắc cười gần chết luôn, nhớ tới dài luôn con. Vú hết thương con rồi, vú bỏ con rồi mà khóc kể người gần chết mà có mình nè à. Sợ ma nữa mà chặn dạng bả mới gì dạ. Chặn dạng bả bỏ đó luôn bỏ ngồi đó ơi. Bỏ ca ba bà ơi. Bỏ ca ba bà ơi. Vừa lên thổi hai cái mã trắng mà hồi đó hai mã trắng mà còn mã trắng rồi cái lên chút nữa có cái đường vô sáu ba xu á dạ. Để ngồi đó ngoại không sợ người ta bắt cóc gì hai ha, không sợ người ta bắt cóc ha. Bà tính bỏ nó, bà vô bà ra liền mà gặp nói chuyện đó, nói riết. Dạ. Rồi, cô mà không dám bước không đi. Dạ. Rồi xong rồi hả mẹ? Ngon rồi ha. Ừ. Dạ. Răng vậy chứ có khi không ăn nữa, để cho người này người kia ăn. Giờ đồ ngon cái thứ ai ra bán cái ham á mua. Năm tháo thì năm tháo. Khi không ăn á để cho năm tháo cho người thân. Đổ ra phơi cho nó khô vỏ rồi dẹp đi. Nhớ lại đó khổ kỳ cục và ai đủ thứ khổ đủ thứ hả mà ngoại cứ ôm đồm cái cực chung người chứ ngoại đâu mà thấy vậy nhưng mình nghiệm ra đâu có đáng phải vậy hả Sơn ha. Chị ăn gỡ hàng xóm của ba phụ rồi hả à, đó là cực nấu đám tiệc phụ rồi đi thăm bệnh phụ con bắt đứa lớn đi tới nhà ta rồi đưa đứa nhỏ dạ. Rồi cái vô quần sát tháng vậy nè mà mẹ mày bị chứ không có bị dạ. Bà không có cho tiền hay cho đồ ăn bậy bà vậy vô quần sát tháng vậy nè đi xuống chùi đồ ừ. Mà không biết chi vậy bà Út này á con dạ. Bà Út này đâu chắc cả tuổi mẹ con à, bả đi đẻ có mình bả ông chồng bả nhậu xỉn sản á, yeah. Út rài chứ Út rài, yeah. Cái chồng bả nhậu xỉn sản cái bả đi đẻ có mình bả con má bả già, yeah. Bà ngoại qua không biết nuôi nào đẻ đâu không biết, chị Thẩm mua ốc về rửa xe hả? Ngoại qua đây đông vui á, ngoại nó chỉ cần nghe có tiếng người nó lum bum là ngoại vui à. Ăn được rồi, dạ. Nay ngoại lên ký được lại rồi, Thẩm xuống 4 ký, nay lên lại 4 ký rồi. Thẩm ốc hơn hả? Bự quá hơn. Nhìn ký chị Thẩm. Thẩm nay bên này mua có 200 mấy à. Chứ mình đi quán là giá nó cao lắm. Quán cao lắm. Xíu mua cá dứa hả? Chuyện ca mua đầu cá dứa cho ngoại nữa nè. À, bên này ngoại qua chơi, ngoại vui cả nhà hen. Dạ, Nam Việt. Nam Việt. Ngoại nhìn thấy cái tạm biệt cả nhà ha, bữa nay ngoại qua chơi mấy bữa với nhà Nam Việt ha, mẹ làm bánh cho ngoại. Tạm biệt cô chú, hẹn gặp lại bà con mình ở video sau nha. Chị Thẩm dạ con ăn chị Thẩm mình không ạ, không ai mua xôi nhiều vậy, ai mua xôi vậy má hai chị Thẩm hả? Dạ, còn ai tưởng có gói, bây giờ mua quá chừng. À, chị Thẩm mua mấy ngốc về rửa xe nữa nè. Nghe mùi xả với mùi than mẹ nói nghe mùi bà đẻ. Rồi, mở miệng rồi. Giờ nó xúc cái mày ra. Giờ nó xúc cái mày ra. Rồi, bữa nay cả nhà mình ăn rửa xe nha. Ốc sữa ốc lột xả. Thì để cho bà ngoại. Chị mới về hả? Mẹ ơi, lại ăn đi. Mẹ ăn luôn mẹ. Về hai ngủ hả? Sơn mua xe đâu quá. Mua xe đang rửa xe hả? Mua xe nữa đi ăn nữa, anh trả anh đi nữa nè. Sao? Em mua hả? Chị Thẩm nói xe này mua cho ba Thương đi học được nè. Mà với xe giá cao quá ha, 40 triệu đó, nhiều quá. Thế mình giống như trả góp vậy đó. Anh Sơn ơi. Dạ.
Rồi, hôm nay thì cả nhà mình ăn rửa xe với chị Thẩm nghe. Chị Thẩm mua mấy ốc về cho ngoại với lại mấy trái xài. Đó, dốt quá kìa. Rồi, mời cô chú mình tham gia nghe. Bữa nay ngoại qua chơi. Ngoại nói ở đây thì đông vui hơn nhìn nhà ngoại. Rồi, ngoại kêu gọi mấy dì ghé thăm nè. Nó hai nãy giờ ra thì ngủ rồi. Dốt mấy giờ tới kìa. Cơm rồi hả? Hốc hốc ơi. Tiếng có mua cây dứa là cho dì hai. Ồ, mua dứa đã quá vậy. Cây dứa. Cây dứa kho. Cây dứa kho. Đó. Mới vừa ngủ. Hai nghe ăn ốc gì hai? Nghe mùi ốc hương. Như ốc hương thì ốc xả. Chào Sơn. Ốc. Ăn trưa luôn không? Nghe hấp vậy hơi. Mẹ có Út Khanh. Út Khanh, Út Khanh, Út Khanh. Dạ Út Khanh. Dạ. Giờ mấy giờ? Con sốt mà mẹ mới 11 giờ mấy à. Ngoại ăn ốc nè. Ốc. Tạm biệt cô chú nha.